Hello cô chú anh chị nha, lại bươn từ Toàn Trung 9 thành phố Hồ Chí Minh qua Toàn Trung 10 để kiếm những cái xe nào đẹp mới về, hay là có những cái gì mới quay cho cô chú anh chị. Anh chị luôn luôn thích những cái mới và Toàn cũng vậy anh chị. Đó, cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh và những video hàng ngày của em Toàn. Nay là cuối tuần rồi, Toàn chúc anh chị và tất cả cô chú thật là nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui bên gia đình và người thân nhân những cái ngày cuối tuần như vậy đó, và xem được những cái xe mà mình ưng ý đó. Trong video này cũng trộm vía, ngày hôm nay hệ thống Toàn Trung á, ngoài cái việc mà bán xe, các bạn phục vụ tại nhà khách hàng cũng đi mua xe, cũng có một cái đội ngũ chuyên đi mua anh chị, đi chuyên đi thẩm định và đi mua xe. Hôm nay cũng đang đi ra Quảng Nam xem hai ba xe, có một chiếc Accent mười mấy ngàn cây đời 2019 á, em mới mua được sáng hôm nay, rất là đẹp, màu trắng bản full, có 13.000 cây đời 2019. Cứ có xe đẹp ở đâu là tụi em đi ở đó anh chị, nên là anh chị không ngại đâu nha. Và sáng hôm nay cũng đi Nha Trang mua được hai ba xe anh chị đó, nên anh chị nào mà có xe ở Quảng Nam Nha Trang thì tụi em ghé tụi em lấy luôn. Thì hôm nay tụi em sẽ về những cái xe tại Toàn Trung thành phố Hồ Chí Minh, Toàn Trung miền Nam anh chị đó, Toàn Trung miền Nam. Đó là con đầu tiên là con Xjay nè, con Xjay này là 20 Xjay này như qua quay rồi sao á, qua coi quay rồi, Xjay 2022 anh chị, 2022 300 mấy chục triệu đó. Xe này đi số tự động. Ủa, Xjay này như mới về hay qua rồi ta, các bạn lấy chìa khóa chứ, này qua em quay rồi, thôi xin phép không quay xe này nữa đó. Tiếp theo nữa là Mazda 3, Mazda 3, Mazda 3 2019 đó, ghế điện đó, 2019 form mới cái điện. Qua anh chị nào coi cái 2018 á, màu trắng đi ba mấy ngàn cây á, anh chị thích cái ghế điện thì đây 2019 mẫu cũ ghế điện anh chị. Xe này thì cũng 4 đồng mấy, anh chị nào thích cái mẫu cũ này, xe này cũng 3 mấy ngàn cây anh chị đó, mới tin nè, 37 ngàn cây nè đó, 37 ngàn cây. Cái bản này, cái mẫu này á, rất là nhiều cô chú anh chị thích đó, rất là nhiều cô chú anh chị thích và tham quan và đó. Cái xe này có cửa nóc luôn nha anh chị nha, cái này có cửa sổ trời toàn cảnh luôn, rất là mới. Ủa, cái xe Quảng Nam là mua xong chưa anh? Công chứng chưa? À? Cái Accent ở Quảng Nam là xong chưa? Công chứng Accent hả? Chưa có đăng kiểm. Công chứng đăng kiểm. Hết đăng kiểm luôn hả? Mà chú đăng kiểm cho mình chứ? Không, từ 2 triệu. Để lâu quá gì, xe có mười mấy ngàn cây móc luôn mà. Màu trắng lắm chị. Đi coi Santa Fe luôn, có khách bán cái Santa Fe ở Quảng Nam luôn á. Nha Trang sáng nay mua được mấy chiếc? 3 chiếc không? 3 chiếc. Một cái trộm vía, cái Karen anh chị, Karen 2023 Luxury. Đêm qua thì mua được một cái chị hồi lâu bán cho em cái Accent đó, chị bán tiếp cho em cái Santa Fe. Cảm ơn chị rất là nhiều. Santa Fe 2017 máy dầu. Kèm theo nữa là một chiếc Honda City. Honda City bị thay cái đèn. Thay cái đèn. Đó. Bảo nó cứ thập thò cái gì ta? Bảo. Vụ gì cứ tới đây. Ví dụ gì vậy? Tiền hả? Tiền thì cứ gặp liền đi chứ, tiền mà cứ thập thò anh tưởng vụ gì chứ, tưởng khách khiếu nại hay gì chứ. Đó, em là cứ thấy bảo là bao nhiêu đây? Dạ, 10 triệu ạ. 10 triệu hả? Rồi anh xin nha, cảm ơn nha. Đó, công sức quay video anh chị, tháng này của em là 10 triệu á. Đó, có hơi bèo quá không bảo? Rồi, ok. Đó, phải ký tá đàng hoàng, chứ không phải tiền của em là, không phải là cứ anh chị cứ nghĩ là, đó, mình phải ký tá đàng hoàng á, anh chị biết rồi. Toàn hôm nay có tiền rồi, nên anh em liên hệ đi. Đó, mình đi làm những cái gì là mình, anh em biết rồi, hiểu rồi chứ. Không, 10 triệu đây là để việc cá nhân của anh nha, những cái hưởng thụ cuộc sống của anh chứ không phải liên quan đến xe nha Nam, chứ còn tiền mua xe là khác nữa. Đó, được 10 củ rồi, quay nhiệt tình luôn. Đó, rồi rất là mới anh chị, cửa nóc cửa đồ. Đó, nay có được 10 triệu chắc chiều em làm thêm clip nữa quá, động lực anh chị, cái gì chứ, lúa về là động lực anh chị.
Ngày đây chắc em làm 3 clip, có gì anh chị thông cảm nha. Tại vì em có tiền rồi. Đó. Góp một mới tinh nè. Đó, xe này 4 đồng mấy anh chị. Để em làm lại cái giá, coi thử cân đối hợp lý, để cho anh chị cái giá nó hợp lý cái xe này nha anh chị. Rồi, Kia. Kia Celento. Hôm qua đáng lẽ cái xe này em đi về rồi á, nhưng mà cái cảm giác làm sao đó cái thôi em vẫn lấy. Đó. Tại vì anh chị biết sao, nó nghi ngờ lắm anh chị. Đây nè. Cái bô này rất là cũ nè, nó vàng nó rất là cũ. Đó, nhưng mà cái anh đi thẩm định cho Toàn á, ảnh kêu là cái chỉ này bấm nó không có giống như cái chỉ bốn cánh cửa. Nghi ngờ chạy lại nhưng mà không dám khẳng định là chạy lại, tại vì đây nè anh chị, nó rất là đẹp. Rất là đẹp, nhưng mà chắc chắn ở đây nè là capo thay mới và chạy lại cách đây chắc cũng phải 5-7 năm rồi. Nên là nó xuống màu, nó nhìn như rin vậy anh chị. Khó phát hiện lắm. Đó. Nên là capo nè, em nghĩ capo nè. Cái mặt nạ nè cũng thay mới nè, chứ không thể nó mặt nạ. Xe đây xe đời 2010, cái này 2012 mà capo nè, mặt nạ nè. Đó. Khung xương sexy thì vẫn, hai cái đầu sexy thì vẫn còn. Đó, nhưng mà chắc bị đụng phía trước nè, thay capo nè, thay mặt nạ nè. Thay két nước nè, két nước cũng mới tinh nè. Tại vì cái nó qua từ 22 giờ két nước nó phải, cái màu nó phải, nhôm nó phải khác. Nhôm này vẫn cũ anh chị. Cái nhôm này vẫn cũ nhưng mà nó có cái độ sáng khác so với nó. Cái này thì đụng cái đầu của anh chị, đụng cái đầu. Đó, thay những cái hạng mục đó. Thì anh chị cần thiết tụi em sẽ mở ra em cho anh chị coi kỹ nha anh chị, coi thử có ảnh hưởng đến ở phía trong không, nhưng mà chắc xe này thì đẹp anh chị. 200 mấy à. Cái này thì để Toàn Trung 10 bán. Đó, đi 8 mấy ngàn. 80 hôm qua mua ảnh đi 84 ngàn. Số sàn lên màn hình Android hết rồi. Xe này thì em bán là 235 triệu anh chị nha, 235 triệu cho cái Celento 2012 số sàn 200. Cái này cho về Gia Lai đi, khách ở Gia Lai cũng tầm tiền họ cũng thích nè. Đó, ở quê em là cứ số sàn mà đời cao á, đi nó bền xíu đừng hư vặt đó là người ta thích à. Chứ còn mà đụng cấn móp nhẹ vậy thì mình cứ nói ra, nói cho để cho người ta biết thôi, còn họ ưng họ mua. Chứ còn mà cái đời đây mà thí dụ nó rin hết nhưng mà máy móc nó làm lại họ đi vài trăm ngàn á, thì mình nên chọn những cái xe mà nó còn chắc, còn chắc. Đó. Khuyên cái đó là tùy anh chị thôi, tham khảo thử anh chị ha. Cảm thấy hợp lý thì ủng hộ em Toàn. City nè. Đó, City xe này Toàn bán ra luôn. Và khách quay đầu. Đó, ngồi công việc mà mua của những khách hàng nào mà mua của mình, khách hàng nào mà kẹt ngân hàng hoặc là khách hàng nào lên đời, thì còn những cái khách hàng nữa họ mua mình đi thời gian họ quay đầu đổi đời hay là có việc gì mình cũng mua lại ưu tiên anh chị nha. Đó, thì cái xe này là City 2018 61.000 cây. Đó, 61.000 cây, ảnh về ảnh lên màn hình ZX nè. Đó, xịn nè, kèm theo cái loa nè. Nè, qua Nam quay cái hệ thống loa gì nè. Lo gì tùm lum hết nè anh chị, súp mà tùm lum nút bấm hết. Đó, anh kỹ anh bọc lại mấy cái này. Đó, một con City đẹp anh chị, một con City đẹp. Cái ưu tiên hàng đầu của em là mua những cái xe ngoài, mua những cái xe chính chủ, một chủ. Và thứ hai nữa là những cái xe mình bán ra anh chị. Xe mình bán ra là cái ưu tiên, nên anh chị nào mà có xe mà mua của em Toàn á thì muốn quay đầu á thì có thể lên trực tiếp cửa hàng, hoặc là em Toàn sẽ tới tận nhà anh chị lấy. Ở trong khu vực miền Trung đổ vô thôi anh chị nha. Chứ còn nhiều anh chị ở ngoài Bắc á cũng mua em Toàn, nhưng mà nó thật sự Toàn cũng không có điều kiện con người kèm theo nữa, là Toàn vẫn mong muốn mua cái xe mà của chính chất từ miền Nam là ưu tiên hàng đầu. Đó. Hoặc là anh chị ở miền Bắc mà anh chị xài cỡ tầm 2-3 tháng hoặc 5 tháng hoặc 6 tháng, cứ năm quay đầu á thì em cho người lên tới nơi mua. Còn mà hơn 5 năm mấy 2 năm á, hoặc là chạy trên 40.000 cây số thì anh chị ưu tiên bán ở địa phương giúp giùm em Toàn nha. Đó. Cái đó là ở miền Bắc. Còn ở trong miền Trung thì anh chị đi có 4-5 năm hay 6-7 năm hay như thế nào, em Toàn vẫn lên tới nhà lấy cho anh chị vô tư, bất kể thời gian nào. Đó.
máy này zin hết anh chị nha. Xe này thì chỉ có 3 đồng máy thôi anh chị. Đó. Xe này anh lên cũng rất là nhiều đồ chơi. 399 triệu đây anh chị. Tại vì em mua cũng không có có rẻ anh chị. Cái xe này cũng cái đèn họ tháo ra, họ vô cái led đó nên là họ vô keo lại rồi anh chị nha. Đó, vô keo lại. Nó đang sẽ cản em chỉnh cái cản lại một xíu anh chị. Đó, City đi bền. Đó, ít mất giá. Tiếp theo nữa cái xe này à. Hồi chiều hôm qua là anh nói nhưng mà bán trong đêm. Anh ở miền Tây, ok, bán trong đêm là chơi luôn trong đêm. Không ngại anh chị nha, toàn chung là không ngại. Cứ bạn miễn sao đúng đồng hồ và xe có gì mình nói nó là rất là nhanh. 2022 bản top anh chị, 10.000 cây, à 11.000 cây. Đó, không lỗi. Không lỗi anh chị nha. Đó. Hôm qua em cũng mới mua được một chiếc 2023 màu trắng nữa. Màu trắng đi được 7.000 cây nữa, còn xe này chỉ có 2022 thôi. Đó, anh chị nào mà ưng cái 2023 thì toàn chung Gia Lai. Còn cái 2022 màu đỏ này hợp mệnh hỏa, thích màu đỏ thì cái bản là bản top. Cam 360 mâm 17 rồi. Đó thì liên hệ em toàn cái xe này. Xe này thì toàn bán là 610 mấy triệu thôi anh chị nha, 610 mấy triệu cho một cái Veloz top 2022 11.000 cây số. Đó thì anh chị nào quan tâm liên hệ. Tiếp theo nữa ở miền Tây nè, ở Tiền Giang nè. Cái xe tốt bản luxury. Đó, bản luxury anh chị. Cái này luxury, xe này chạy 39.000 cây. Đó, bản turbo anh chị nha. Một trong những con xe tốt mà vừa tiền. Đó, mà form dáng đẹp, máy turbo rất là nhiều cô chú anh chị thích. Hơn 5 đồng anh chị nha. Đó, em mua cũng hơn 5 đồng, em bán cho anh chị cũng hơn 5 đồng thôi. Đó, anh chị nào quan tâm đến con xe tốt này, quay một vòng cho anh chị coi. Anh chị có xe bán nhớ liên hệ em toàn nha. Hoặc là có người thân người quen nào giới thiệu em mua được, em gửi cà phê cho cô chú anh chị. Có xíu lọc em có xe để về em bán kiếm kiếm chút anh chị nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa Vios anh chị. Vios này cũng mua cho toàn trung 10 nè. Vios này chạy chạy 26, chạy 100 mấy chục ngàn anh chị, 141.000. Đó. 141.000, chắc xe được tương đối thôi anh chị ha. Cái dòng này thì được tương đối, nó 200 mấy à. Xe này thì có 2 đồng mấy thôi. Cái cây số này chỉ ghi nhận trên đồng hồ thôi anh chị nha. Đó, ghi nhận trên đồng hồ. Chưa chắc gì nó đã cây số xịn nha anh chị. Đó, ghi nhận trên đồng hồ. Đó, cảm giác của mấy anh em thẩm định á thì kêu cây số xịn, nhưng mà cảm giác của em hay hay xem và buôn bán những dòng xe này thì em nghĩ là nó có thể hơn. Tại vì dòng Vios này là nó có thể tầm 200 ngàn lú. Máy nó còn sáng nè, nam quay máy rin nè. Đó, máy số rin hết đây nè. Tại vì cái những cái dòng đây thì nó trăm mấy, 200 ngàn, 200 mấy ngàn máy nó vẫn còn đẹp lắm chị. Ngồi cabo chạy lại khúc chỉ nè. Chỉ ra nó bị nối sao, nó nứt nứt rồi. Cắn móp nhẹ bên đây nè. Nói chung cái dòng này thì nó không có thể tránh khỏi anh chị. Đời 26, 200 mấy triệu. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là cái Forte mua Đắk Lắk anh chị. Anh chị nào không thích số sàn á thì có cái số tự động anh chị. Số tự động đây em bán 275. Số tự động này đi xe Đắk Lắk đắt đỏ gớm quá. 74.000 anh chị. Này đời 22, cái đó số tự động thì nó có lạy số vô lăng nè, có cửa sổ trời. Đó. Xe này thì nó không bị có chống chân chống trượt nè, xe này thì nó cũng không bị lỗi đầu. Xe kia nó lỗi đầu nhẹ anh chị.
này lỗi đâu rồi? Này cũng lỗi nè anh em. Không coi xe chỗ này. Chỉ chỉ lô rồi nè. Khung xương thì không bị nhưng mà lại bị capo rồi anh chị. Hai cái trụ là không sao hết, bị capo rồi. Nói chung đời này nó cắn móp rồi đó. Ở đây nè. Hai trăm mấy. Tetonori rồi Arsen rồi Túc Sơn đó. Ê em tháo cái biển số Túc Sơn đi, anh nhắc rồi. Khách người ta không muốn quay cái biển số họ lên. Cứ nhắc rồi mà cứ để Civic này anh chị đó. Hai lút đó. Xe tốt màu đỏ nè. Hai lút 2.8 hai cầu đó, nhân viên đang làm cái lăng dầu đó, mấy cái xe Vigo, Santa Fe đó, mấy xe đang dọn rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau, có xe cũ bán thì nhớ liên hệ em Toàn. Cảm ơn tạm biệt.